câu chuyện ồn ào giữa ca sĩ Nguyên Vũ và Phương Lê chúng ta nên tạm gác lại, và chúng ta đang bỏ qua một sơ hở, đó là chuyện cô cháu gái đang du lịch và đang có những cái show diễn ca nhạc tại Pháp. Thì để biết thêm câu chuyện này nó như thế nào thì chúng ta phải đi phân tích vào câu chuyện việc mà cô cháu gái đang sang Pháp với mục đích gì, và hiện tại đang trình diễn tại những nơi nào của nước Pháp, và chuyện sao kê của cô cháu gái này có còn được thực hiện được hay không, hay là vẫn im lặng mãi mãi luôn. Buổi sáng thì luật sư Kha cũng đã đến nhà của chị Hồng Loan và thực hiện một số thủ tục pháp lý rất là đặc biệt, và sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Mọi người ơi, bây giờ thì chúng ta hãy tạm gác bỏ đi tất cả những cái câu chuyện mà lùm xùm nội bộ bên cạnh Hồng Loan đi nha. Bây giờ chúng ta hãy tập trung vào ai? Vào một cái nhân vật chính mà chúng ta đừng có quên. Đó chính là cái cô cháu gái khác họ đấy mọi người. 2-3 ngày hôm nay thì tất cả những dư luận anh chị em chúng ta là đang bị cái câu chuyện này nó lái sang một bên khá là xa, mà chúng ta lại vô tình quên đi một cái nhân vật chính mọi người, kèm theo hai cái chữ sao kê. Và bây giờ thì cô ấy đang ở đâu, ý định làm gì, có kế hoạch ra sao, thì trước khi vào cái câu chuyện này, mời tất cả các bạn chị chúng ta cùng nghe qua một cái đoạn ghi âm mà mình vừa phát hiện ra được nha. Chào anh Sạc Bin. Ok kìa, sao kê đi. Sao kê đi, hiểu quên sao kê đi, ta sẽ sao kê. Ta sẽ sao kê cho chúng đi. Này. Nó nói cậu lằn răng chi giờ, nó nói răng cậu răng con giống nhau kìa. Đó, quý ý hôm nay vừa qua là đúng cái ngày lô tô sổ 29 triệu. Ý 39 triệu là tối nay mua. Cậu có mua không? Lát mua. Ừ, chú mua đi. Chú mua. Ờ, chúng là con lấy quốc tịch luôn đó. Ủa, vậy hả? Ờ, nếu chúng là con lấy quốc tịch luôn. Lấy quốc tịch là con có giấy thành rồi thế. Là con có bảo lãnh. Ừ, là gia đình nó rồi qua hết luôn đó. Qua hết luôn à. Ok, quyết định vậy đi. Nè, tụi nó cuồng mấy này lắm nha. Mà đầm nó thì tụi Tây đó nha, chứ mấy gì nó đừng lấy. Cái này Hàn Quốc nha. Ừ, Hàn Quốc đó mà tụi Tây đó. Và chủ Mai Hồng xin tài trợ cho chương trình này. Đó. Đó. Mấy à. Vâng, và vừa rồi thì tất cả cô bác anh chị chúng ta vừa được nghe qua một cái đoạn trò chuyện của hai nhân vật. Có lẽ là tất cả mọi người chúng ta cũng biết được đây là cuộc nói chuyện của hai nhân vật nào nhá. Đó, thì mới vào câu chuyện thì cái ông Sạc ấy, ông ấy có khẳng định rằng là sẽ sao kê. Đấy, ông ấy khẳng định là sẽ sao kê nhá, cho nên là mọi người hãy đợi đấy. Không biết là ông ấy có nói thật hay không mọi người ơi. Nhưng mình nghĩ là khó lắm, tại vì là mình quan sát và nghe thấy thì cái điệu cười của hai cậu cháu này nó giã chân lắm mọi người. Nó giã chân một cách mà phải nói là kinh khủng luôn ấy. Và tiếp theo đó là một cái sự việc nó xảy ra mà mọi người có biết không, mình không nhìn nổi cười mọi người ơi. Đấy, không biết là cố ý hay là vô tình mà cái cô cháu gái khác họ, cô ấy lại nhắc tới cái bộ răng. À, nhắc tới cái bộ răng mà của ông Sạc Bin hiện tại đó. Cô ấy nói là không biết là cậu làm răng làm gì mà để cho người ta nói là giống con. À, đó, cái cô cháu gái khác họ, cô ấy lại vô tình là gợi lại cái câu chuyện mà ông Sạc, ông ấy đã kêu gọi từ thiện, từ Mạnh Thường Quân để làm một cái bộ nhai đấy mọi người ơi. Đó, thì ngay lập tức ông Sạc là ông thấy là không ổn, ông ấy lái sang một câu chuyện khác. Ngay lập tức là ông nói ngay, ông nói là mua xổ số để trúng tiền khủng mọi người ơi. Nhưng mọi người ở đây phải để ý nha, phải để ý là tại sao mà cái câu chuyện này lại lưu lót và hay như vậy. Mọi người hãy để ý khi mà ông Sạc này ông nói tới mua vé số và trúng tiền khủng, thì là rất là nhanh, cái cô cháu gái khác họ là cô ấy đáp lời một cách phải nói là lưu loát đấy, và hai bên phối hợp. Và qua cái câu chuyện này là hai cậu cháu nhà họ là cũng nói luôn, nếu như có cái số tiền khủng này thì sẽ làm được visa nha, sẽ làm được quốc tịch, là cái cô cháu gái khác họ này có thể ở đây
và có thể đem tất cả người thân đang ở Việt Nam đấy, qua ở bên Pháp luôn mọi người ơi. Đấy. Và mọi người thấy là cái biểu cảm trong những cái lời nói của cái cô cháu gái khắc hỏi là cô ấy đang rất là nôn nóng, cô ấy đang rất muốn là làm sao là đưa mẹ, đưa con và đưa chồng cô ấy sang bên Pháp nha. Mình xin nhấn mạnh lại là chỉ đưa mẹ và đưa chồng và cái con của cô ấy thôi. Còn trước hình ảnh của các bạn là có cô Lanh Bún Bò nhá, thì cô Lanh Bún Bò này cô ấy không được sang đâu. Đấy, nếu như có là cô ấy không được sang mọi người. Cũng xin phép là chia buồn với lại cô Lanh Bún Bò là cô không có trong danh sách là sang Pháp. Cô vẫn phải ở Việt Nam và bán bún bò ấy nhá. Nhưng cái câu chuyện mà mình muốn nói ở đây mọi người, thực ra mọi người phải cẩn thận. Có khi nhá, mình nhận định ở đây có khi là một kế hoạch trước mọi người. Đấy, có khi là một kế hoạch trước. Bởi vì sao? Bởi vì khi ấy, có thể ngày mai ngày kia là mọi người lại nghe một cái thông tin là cái cô cháu gái khác họ đấy, cô ấy trúng xổ số đặc biệt ở bên nước ngoài mọi người ơi, trúng lô tô đấy. Mà mọi người biết là lô tô ở bên nước ngoài nếu như mà trúng giải đặc biệt thì giải thưởng nó khá là lớn, nó rất lớn luôn mọi người ơi. Đó, để làm sao thì biết đâu ngày mai ngày kia cô ấy nói là cô ấy trúng lô tô và cô ấy đủ tài chính, cô ấy có tiền rồi, cô ấy sẽ làm quốc tịch ở bên Pháp này, rồi là cô ấy sẽ đưa mẹ cô ấy, rồi đưa chồng, đưa con cô ấy, tất cả là sang bên định cư ở bên Pháp luôn. Và như vậy là có phải là chúng ta bị lừa hay không? Có phải là chúng ta bị lừa hay không mọi người ơi? Vậy là sắp tới có phải là cả một bên hả? Cả một bên là kéo sang Pháp không? Có phải là cái số tiền ở đâu đó, số tiền khủng ở đâu đó, trước đó là cái ông sạc và cái cô cháu gái khác họ này là đã kiếm chắc được từ cái sự việc kia nha mọi người. Mình nói là sự việc kia đi, để cho mọi người chắc là cũng hiểu rồi ha. Và sau đó lấy cái số tiền đó để làm tất cả những cái hồ sơ đấy, làm những hồ sơ về visa, rồi là làm quốc tịch luôn đó, định cư sang bên Pháp đấy. Sau đó lại lấy cái câu chuyện là mua lô tô ngày hôm nay, mua lô tô để trúng một số tiền khủng này, cho nên là mới có tiền là đưa cả gia đình sang bên Pháp định cư đấy. Câu chuyện có thể là xảy ra như vậy nha mọi người, đừng có đùa. Mọi người thì cứ nói là khó lắm, không bao giờ trốn ở bên đó đâu. Trốn ở bên nước ngoài là người ta nghiêm ngặt lắm, là người ta có thể dễ dàng đưa về nha mọi người ơi. Nhưng mà thực sự mà phải nói với tất cả mọi người rằng là cũng tùy nước và tùy vào những cái trường hợp. Ví dụ như những cái trường hợp mà tội phạm mà quốc gia đấy mọi người, tội phạm về chính trị đấy, thì khả năng là người ta sẽ phối hợp làm gắt gao. Còn ngoại lệ thì khả năng là người ta cũng chỉ làm ở chừng mực nào đó thôi. Ví dụ như bây giờ mà phía bên kia họ sang bên đó đi, là họ tìm cách là họ ẩn nấp rồi trốn biệt tăm biệt tích là cũng khó tìm đấy mọi người, chứ không phải là cứ đơn giản là muốn tìm mà tìm được đâu. Đó, thì đây cũng chỉ là những cái nhận định mà cá nhân của riêng mình thôi. Cô bác anh chị nếu như có ý kiến đóng góp gì hay là có những cái chia sẻ như thế nào, mọi người hãy để lại bình luận ở dưới video nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và mọi người cũng đừng quên là ấn like, ấn đăng ký và chia sẻ kênh nha. Xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau. Thôi vẫn chưa kịp uống cà phê luôn đó trời. Cà phê xin luôn ha. Đây. Chị Loan kéo không chó cắn đấy chị Loan ơi. Chó cắn rồi đỡ ấy. Cảm ơn chó cắn nha.